khi một trong hai danh hài tươi cười. Phải không? Vi diệu. Thật là vi diệu. Trời ơi, giống quá, chịu quá. Nhung ơi, mùa 2 vừa xảy ra, nhưng mà khi nhắc đến cái tên của em thì ai cũng nhớ ngay là anh chàng này ở mùa 1 rất là xuất sắc. Về hình ảnh của em đem tới cho khán giả nè, rồi từ cái cách diễn, từ cái cách mà em gọi như là hết mình, em thương yêu chương trình, em đã đầu tư thật là xuất sắc. Cho nên bây giờ chúng tôi được gặp lại em, chúng tôi rất là vui. Và tôi cảm ơn đã có một cái chương trình gọi là Gala gặp lại các bạn. Tôi luôn đánh giá em là người thông minh, một diễn viên rất là thông minh, trẻ, sáng tạo. Tại vì cái thông minh là em không dùng những cái điều gì đó quá khoa trương về kỹ thuật biểu diễn. Em dùng những cái tiểu xảo, em dùng những cái trúc trắc, những cái khoảnh khắc nhỏ và những câu chuyện hài hước thông minh của em để em gây cười. Và hy vọng là ngày hôm nay em sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ nha. Và 60 giây bắt đầu. Hey. Ô, ô, thật là vi diệu. Bánh trung thu một cái, mua một cái tặng 4 cái, vui xuân đón Tết. Quá dữ. Lên Anh. Rồi mời anh đứng ở đây, đứng đây, đứng đây. Sau đây em sẽ biểu diễn tiết mục ăn bánh trung thu bằng đầu. Chuẩn bị 1, 2, 3. Làm có tưởng hôm nay nó dữ dội, nó tập qua được tiết mục, nó chẻ cái đầu người ta ra, chẻ là hay là nó nhét cái bánh trung thu vô cái đầu người ta, nó cứ nội kia vô quay là nè. Mời cái người hỗ trợ lên đây, duyên dáng luôn, rảnh giỏi. Em có biết không, cái điều gì nó xàm xí nhất, nó tào lao nhất, nó là tình huống gây hài nhất. Cảm ơn Nhu, thông minh. Cảm ơn em, chúc mừng Nhu vượt qua vòng 1. Cảm ơn em, tại cái mặt em lúc lên em lấy cái bánh đó, mặt em hèn dữ lắm nữa. Cái mặt tôi lấy mà mặt ổng còn diễn hơn ông kia đâu. Chịu luôn. Lấy mà giống như rút tiền ngân hàng vậy đó. Nói nghe nè, tôi thích những điều các bạn làm mà nó lố hơn cái suy nghĩ của người ta. Tự nhiên các em làm được. Còn gì nữa. Lấy điểm rồi, chúng ta đã thoát thân ở vòng 1. Và bây giờ chuẩn bị tinh thần chưa? 2 vòng 2 nha. Nhu chuẩn bị 60 giây vòng 2 bắt đầu. Bạn đã vượt qua vòng 2. Dàn nhạc giao hưởng xuất hiện rất kịp thời. Trời một lần nữa thông minh. Cảm ơn hai bạn hỗ trợ quá duyên dáng. Tôi nhớ có một bạn thí sinh cũng sử dụng cái chiêu mà quăng con chó rồi nó qua đời, nhưng bạn ấy làm vụng về mà tệ lắm. Còn bạn làm á, tại sao người ta cười? Bạn thành thật với cảm xúc. Trời ơi, sao mà làm chết con chó của tôi vậy? Buồn quá. Rồi ở đâu ban nhạc nó xuất hiện kịp thời, mà nó cầm nhạc cụ nào tôi cũng muốn chết. Nè Duyên, bạn Nhu, bạn thông minh là tại vì sao? Bạn kiếm được những cái bạn hỗ trợ biết cách kịp thời, quan trọng, nhịp điệu. Có nghĩa là khi bập 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 sang là ông nội xuất hiện liền. Mà vậy nè, tôi thấy cái điều này hay. Tôi không biết là do dàn dựng hay là do hai người hỗ trợ của bạn hiểu. Là bởi vì nếu mà ra mà họ làm lố làm màu tôi không cười. Họ ra họ rất nghiêm túc, cũng với thái độ trân trọng cũng cho. Nói thật, mọi thứ nó đều xảy ra rất là thật. Và cái tình huống là người ta cười. Nếu họ ra họ làm màu làm thấy ghê là tôi không cười liền. Mà tôi không biết là do dàn dựng hay là được dặn trước về, hay là do hai bạn tự phiêu. Giờ không dặn tập tới 3 giờ sáng anh. Giỏi, nếu về là bàn tay đạo diễn tốt. Cảm ơn em. Chúc mừng Nhu một lần nữa đã vượt qua vòng 2. Chúng ta vẫn còn 3 vòng nữa. Cố gắng chinh phục vòng 3 nha. Và thời gian 60 giây vòng 3. bắt đầu. Kính thưa quý vị và sau đây xin mời tất cả quý vị cùng đến với bản tin vui trong ngày. Trời tối, xe tắt máy giữa đường, Ngô Kiến Huy tưởng xe hết xăng lấy hột quẹt ra soi xăng. Xăng còn, Ngô Kiến Huy hưởng thọ 28 tuổi. Trời nắng, Trấn Thành mở quạt lên quạt không quay, nghĩ là cúp điện, đút tay vô thử điện, điện còn, Trấn Thành sống 28 mùa xuân. Trời mưa, Việt Hương đang xem tivi tự nhiên mất sóng, leo lên sửa anten. Trời sấm chớp, Việt Hương tắm mưa lần cuối cùng lúc 27 tuổi. Kính thưa quý vị và sau đây là tin cuối ngày. Hai bạn diễn phụ y nhu trong chương trình Thách Thức Danh Hài lần cuối cùng nhìn thấy mặt trời lúc 18 tuổi. Và tại sân khấu này, cái tội là bạn diễn mà là má người ta. Biết là và chúc mừng bạn, cả hai danh hài đã đỡ nụ cười và bạn đã chiến thắng vòng 3. Bạn biết không, tôi rất là lo cho bạn. Cái câu chuyện đầu tiên đó là cái câu chuyện mà đốt xăng á, thì trên mạng nó có nhiều rồi, nên Thành với chị Hương, chắc chị Hương có coi nghe qua rồi đúng không? Nên nhiều khi nó chưa có đủ đô khán giả, chỉ có một số người chưa biết thì họ cười đó. Xong cái qua câu chuyện thứ hai, chuyện thứ ba thấy bắt đầu nó giống nhau. Bạn phải nâng cấp cái sự ngớ ngẩn để dẫn đến cái chết hơn. Chẳng hạn như tôi phải làm cái gì đó ngớ ngẩn hơn Huy, và chị Việt Hương phải làm cái gì đó ngớ ngẩn hơn tôi nữa. Và cái chết càng ngày phải càng nâng cấp lên thì khán giả mới thấy cái đô nó mới đã, thấy không? 3 lần nó bằng nhau là chưa đã. Nhưng cái điều bất ngờ nằm ở cái đoạn cuối, hai cái ông cô nội trong ban nhạc đi luôn. Phụ diễn, phụ diễn hưởng thọ 19 tuổi luôn hả em? Tại hai đó nó làm ồn quá đúng không? Cũng cảm ơn hai bạn. Không có ai mà phụ diễn mà tràn vô mặt nghệ sĩ chánh mà làm vậy hết trơn. Cho nên chúng tôi vẫn yêu thương bạn, chấp nhận nụ cười ở vòng 3. Và bây giờ gần tới số tiền 150 triệu. Sắc lại nghe. Vòng 4 các bạn hãy sắc lại như sắc Ngọc Khan cho các bạn. Rồi, làm vòng 4 bắt đầu. Và thời gian 60 giây. Vòng 4 bắt đầu. Dạ, sao đau bụng dưới trời. Ây da, bác sĩ chưa tới. Ồ, em chào bác sĩ. Chắc thiệt luôn ha. 150 triệu đâu có gì ẩn đâu em. Không giả. Ồ, ít quá chắc không. Chắc là kéo lục cho nên chưa cười. Thôi không được. Bây giờ ủa anh ơi, cái ống nước nha em sao vậy anh? Không bị hở bạn xíu, tôi dặn lại rồi chị ơi. Anh ơi. Hả, cái bóng đèn của em sao vậy anh? Nó bị đứt hết rồi. Xém cười. Cái đoạn mà hy sinh. Chắc thiệt á. Hy sinh đời trai là tôi xém cười. Nó nghe nè. Dễ đi vô, nó nói cái gì cũng im. Im cắt tóc thiệt của nó hết luôn. Sau đó nhỏ nó xịu dần. Xịu dần tại nó bệnh mà. Xịu dần kia nó ngã xuống, cái em lấy cái khăn trắng đang cột đây nè, phủ lên luôn. Chết rồi. Chết rồi. Uổng quá trời uổng. Thích lắm, rất là thích. Nhưng uổng quá. Biết nói làm sao. Biết nói sao bây giờ. Thôi gọi thằng cha thổi kèn ở đây 4 vòng. Tôi vẫn khẳng định em là người rất là thông minh. Và em nghĩ ra nhiều cái tình huống. Nhưng mà đúng là cái này nè, tôi dùng cái từ này cho em, đó là cái từ kinh nghiệm. Em còn phải trải nghiệm nhiều hơn nữa để em có được cái từ đó, để cái bản lĩnh sân khấu nó vững vàng hơn. Xin chúc mừng Nhu và giải thưởng 5 triệu đồng từ Thách Thức Danh Hài. Cảm ơn em. Cao quá hả? Cảm ơn em luôn. Ủa rồi kia trốn luôn hả cưng? Chắc mua cây kẹt.